vào một buổi đêm sau 23 lần là thất bại. Cái gì em 23 lần. Tỏ tình 23 lần. Dạ đúng rồi. Mà thất bại cả 23 lần. Dạ đúng rồi. Em đẹp mà anh. Ồ. Bây giờ em đẹp có quyền. Trời ơi sao mà em kiên trì dữ vậy? Dạ thì em thấy dễ thương rồi chịu khó, người hiền lành, nói chung là mình nhắm rồi. Cái chiến lược của mình là phải là coi như là kiên trì, mưa dầm thấm đất. Lâu dài đó. 23 lần bị từ chối, tức có nghĩa là lần thứ 24 thành công. Dạ đúng. Lý do sao thành công? Anh nghĩ là sẽ rất ngoạn mục. Mấy lần trước thì em cũng để ý anh cũng hiền lành dễ thương, nhưng mà gái bu nhiều quá chị, thấy người ta nhiệt tình với mình quá các em cũng sợ. Nhiều khi cái gì mà nó nhanh quá thì nó cũng mau tàn. Cho nên em cũng từ từ em để ý thôi, chứ em chưa có vội vàng nhận lời. Mà thường là chia tay nhiều hơn. Thôi giờ kể lại cái lần tỏ tình thứ 24. Thì cái lần thứ 24 đó thì ảnh mới chở em đi ra Hồ Con Rùa chơi, ăn uống ngày nọ dụ em mà. Cái xong rồi mới nói với em là bây giờ anh làm cái gì thì em mới tin là anh thương em. Cái em mới nói là thôi vậy thôi, nhảy hồ con rùa chơi. Nói vậy thôi, cũng gần 12 giờ đêm rồi mà bữa đó là trời lạnh lắm. Mà nước hồ thì dơ kinh khủng. Em chưa kịp nói xong gì hết thì anh đã nhảy xuống rồi. Nhảy xuống hồ con rùa. Rồi đứng ở trầm mình ở dưới hay là có bơi lội gì không? Lúc đó em nghĩ là thôi cái lần này là vất vả cứu chót rồi. Mình nói phát là em cứ nghĩ là giờ sao mà kêu mình có thể chạy ra đường với xe tông mình được, hay là kêu mình làm cái gì đó điên cuồng được. Nói anh nhảy xuống hồ con rùa. Mừng quá. Nhẹ quá. Quá nhẹ. So với cái lần quyết định đó là quá nhẹ. Chơi luôn. Em nhảy xuống luôn. Mà em đâu có để đứng yên chị. Kê em bắt anh bơi vài vòng nữa. Trời ơi. Kê em bơi hai kiểu. Trời ơi. Bơi hai kiểu. Em bơi chó chứ bơi ngựa. Lúc lên bờ thì ướt nhẹp thứ quắc vậy đó. Có đưa về tắm rửa cho ảnh không? Dạ nào? Không, đứng hai đứa sến hồi nữa thì em mới thấy ảnh lạnh, ảnh run. Thấy cũng tội, nói thôi giờ thôi anh thấy anh cũng dễ thương, thôi mình quen nhau cũng được. Bắt đầu từ bây giờ là hai đứa em chính thức quen nhau. Thì em mới, ảnh chở em về. Thì lúc đó anh tự về luôn, em đâu biết đâu. Ủa? Mà anh ấy về hả? Dạ kệ ảnh chứ. Mỗi đứa đi một xe hả hay sao? Dạ không, ảnh chở em. Trời ơi em ngồi đằng sau lưng mình chịu nổi luôn hả? Mùi hương. Lỡ lúc đó thì bịch cũng thương rồi chị. Anh không thấy gì hết. Bạn thấy lúc đó thơm lắm. Dạ thơm nó lưng lưng. Rồi các bạn từ đó là quen nhau. Dạ. Đúng chưa? Rồi quen bao lâu thì mới cưới? Dạ 4 năm tụi em mới cưới. Trong lúc mà yêu nhau thì có cái chuyện gì vui vẻ không? Trời quen, khi mà chính thức quen với ảnh á, em phải đấu tranh tư tưởng mệt lắm anh. Lúc đó thì mấy cô bu, lúc thì mấy anh BD bu. Em mệt mỏi lắm anh. Không dám thả đi đâu hết á. Bên này thì cũng rất là nhiều người. Em là phải đi là giống như là dằn mặt. Như là đi chơi với ai là em đi ngồi gần kế bên vậy đó. Có một lần em nói là rủ đi uống trà sữa. Thì nói là thôi em mệt em về nhà. Cái cũng mình cũng nhớ quá, mình chạy qua nhà kiếm. Nói là ủa Yến nó chưa về con ơi. Đó thấy bực mình rồi đó. Đó mình đi điều tra. Đi uống trà sữa với trai. Không, lúc đó là tụi em chưa có chính thức quen. Cũng là khoảng lần thứ mười mấy chia tay thôi. Mà trai đó là trai nào? Trai làm chung em. Trẻ hơn 2 tuổi. Mà ngồi trên lầu rồi anh ngồi trong kẹt luôn mà cũng vô thấy nữa em. Vô làm gì? Vô ngồi đó nhìn em đắm đuối xong đi về. Vậy á, tụi em á quen nhau được 4 năm. Dạ. Thì làm đám cưới. Dạ. Cưới đâu được mấy năm rồi? Dạ gần 2 năm rồi chị. Gần 2 năm rồi, có em bé chưa? Dạ chưa. Rồi tính xấu của vợ em là gì? Trước lúc cưới thì mình cứ nghĩ là một cái khung trời màu hồng. Mình đi làm về là sẽ có vợ pha cho một ly trà, mình ngồi mình xem tivi, rồi hai vợ chồng cùng ăn uống. Rồi bây giờ nhặt đồ, nấu cơm, rửa chén, quét nhà, dọn dẹp nhà cửa. Là em? Dạ em. Dạ không, anh nói quá đó anh. Tức là anh lúc nào cũng dìm hàng em trước mặt người khác hết á. Có là... không? Có dìm hàng không? Không, em ít dìm hàng lắm nhưng mà... Không, hồi mới cưới á, anh cũng là em với anh có thỏa thuận với nhau á. Nếu mà em rửa chén á, thì anh có thể giúp em là tráng lại hay gì đó. Lau nhà thì xách nước cho vợ hay sao đó. Đầu thì đúng như vậy thiệt, cái về sau hả? Em làm thấy cha luôn. Em nói nghe nè, hai vợ chồng ở nhà chắc lúc nào cũng vui vẻ không bao giờ cãi nhau hả? Dạ không, em cãi suốt ngày luôn. Cãi về vấn đề gì? Thì vợ em á là mặt bảnh gì đó chị, hay quan trọng hóa vấn đề. Ví dụ như nấu cơm xong có 2-3 cái nồi dơ, nói anh ơi rửa giùm em ngồi em nói là thôi mình ăn cơm xong rồi dọn chén anh rửa thể luôn. Cũng bắt em rửa cái nồi xong ăn cơm rửa chén rồi rửa hai chập. Không, em nhờ dễ thương lắm. Hóa vấn đề chứ em đâu phải là kêu anh rửa cái nồi, em đâu có nói vậy đâu. Anh ơi rửa em cái nồi với. Nói là dễ thương nhẹ nhàng vậy. Rồi xong sao vậy thôi, rồi đâu sao cãi nhau được thì, dạ không, mỗi lần mà em nhờ ảnh á, lúc nào cũng là đợi anh chút anh coi đá banh, đợi anh chút anh coi tình thể thao.
Mà mấy cái đó thì em nghĩ là coi lại cũng được có sao đâu. Như vậy là coi như cãi nhau đó. Mới đầu là nó qua nó lại bình thường thôi. Cái sau không ai chịu nhịn ai hết là cãi lộn. Mỗi lần cãi như vậy thì cái thời lượng cãi là bao lâu? Khoảng... chắc hơn 2 tiếng. Trời ơi, lời văn đâu ra mà nhiều dữ vậy. Trời ơi, 2 tiếng đồng hồ mà cãi nhau, không dạ, lấy thì, lời thì, đâu thì, ra mà cãi luôn. Bà càm ràm thì mình cũng càm ràm lại. Rồi lát nữa bà giận thì bà im lặng. Thì mình biết cái tính là mình sẽ ôm từ phía sau và mình xin lỗi thì sẽ bỏ qua. Nhưng mà giận quá cứ ôm cái buông tôi ra nghéo, buông tôi ra, tôi không muốn làm vợ nữa. Đó là cái bỏ nữa. Cái mình bực quá mình lại càm ràm tiếp, lại cãi nhau tiếp. Cãi nhiều nữa. Cứ cãi qua cãi lại trong 2 tiếng đồng hồ. Vậy thì cái gì làm cho im lặng? Khi mà em quyết định là coi như là ngừng cuộc chiến này là em lao em ôm cứng ngắc luôn. Từ từ cũng sẽ nguôi. Hai người là ở chung với mẹ chồng đúng không? Dạ. Ủa cãi nhau vậy rồi mẹ chồng? Dạ có lần có. Dạ không, về nhà chồng thì tụi em ít cãi hơn, cãi thầm kín hơn. Dạ. Một là kéo nhau ra đường. Mà có khi nào mẹ chồng em nghe cuộc cãi có báo? Gần đây nhất là cũng vụ ăn uống thôi. Vụ đi chén nè. Không phải, ăn cái bữa đó ăn á thì anh ăn nhiều quá, cái em mới kêu anh là thôi anh ăn bớt lại đi, anh cũng mập quá rồi. Tại anh nói anh mập nên kêu em kiềm chế lại. Mới vậy nói vậy đó, cái anh để cái đũa rầm lên bàn, cái nói ăn cũng không cho ăn nữa. Nó qua nó lại hồi cái kéo nhau lên lầu nói tiếp, hai đứa cãi lộn hồi cái em nói đi về nhà mẹ em. Cái anh đập tay vô tủ cái rầm, cái mẹ chồng em tưởng ba chồng em té, tại ba chồng em đang tắm ở trên lầu á. Cái lật đật chạy lên, anh phát hiện ra hai đứa cãi lộn mới la hai đứa. Nhưng mà thường á là ở nhà là bên em, còn ảnh mới là tội đồ. Em không sướng đó. Tức là bên em dạ, đúng rồi. Vậy là có đồng minh ấy. Dạ. Rồi bây giờ lấy nhau xong rồi á thì em thấy chồng em có bộc lộ những cái tánh xấu nào mà lúc mà yêu nhau em không phát hiện không? Ảnh là nhõng nhẽo với lại hay lẫy. Hồi đó quen ảnh là lúc mà em đã thương ảnh rồi á, lúc nào cũng phải tặng hoa cho ảnh hết á. À trời. Bây giờ tôi đang muốn coi là giới tính của chồng em. Dạ không, tại vì em cũng đâu có yêu cầu tặng hoa, nhưng mà tự nhiên lên tặng hoa thì mình lấy đi lúc nào ăn cơm hay là mang cơm hộp hay là những cái bánh nho nhỏ em cũng để hoa trọng hết. Ồ vậy nói chung là lãng mạn hơn em. Còn vợ em có cái tật xấu gì không? Thì vợ em là chỉ có quan trọng hóa cái những cái vấn đề nhỏ nhặt thì nó quan trọng hóa lên. Với lại hay càm ràm vậy thôi. Đôi khi một cái lỗi của mình mà 6 tháng sau vẫn còn nói. Em mong muốn thay đổi lớn nhất ở chồng là em muốn chồng thay đổi như thế nào? Dạ, em muốn ảnh là bớt lẫy, bớt nhõng nhẽo, với lại quan tâm em nhiều hơn một chút. Còn em muốn vợ thay đổi dạ, gì? Đừng có bó buộc chồng mình quá. Có nghĩa là bớt quản lý cái thời gian với lại các mối quan hệ với bạn bè, với cái sở thích của chồng, một gọi là chiều chồng chút xíu. Chồng thì quan tâm vợ, đừng có để vợ có một cái cảm giác là em mê những cái môn giải trí của em hơn là vợ, đúng không? Tại cái đó chạnh lòng lắm đúng không cưng? Dạ.